Não quer pedir, tem uma. Do nhìn ở trong cái màn hình nó hơi không chuẩn. Hôm bữa đi đăng nói có một vị nào ăn hai bên chụp hình nói qua nó chạy xe đạp điện chạy ngang qua đây kêu nó đứng lại. Bạn đang nhồi cho căng phòng đang bận nhồi bận căng chụp cho anh nữa.